Tới giờ phút này là con gái của cô chú đi được bao nhiêu ngày tháng rồi? Là nó đi ngày 10 tháng 10 2022. Ô, một năm rồi hả? Năm rồi đó. Trời đất ơi, không thấy like đi giảng đâu. Nó đi được mấy ngày đầu là bắt đầu điện về là nó nói thôi để nó đi làm. Ủa, tại sao một năm rồi mà cô chú không đi báo công an đó? Mà sao một năm rồi mà cô chú hôm nay mới về đây để nhờ anh em? Bây giờ nhầm cứ mà không có biết cái vụ này đâu. Vậy rồi là một năm trời qua là không biết con mình ở đâu làm gì, như thế nào, không biết còn sống hay không. Dạ rồi, con xin phép chào cô chú nha. Dạ vâng, cô chú có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết cô chú tên là gì và đến từ đâu. Cô tên là Nguyễn Thị Bạch Tiết. Cô nói lớn lên giúp con. Cô là tên là Nguyễn Thị Bạch Tiết. Dạ. Cô quê cô thì ở An Giang. Dạ. Châu Đốc An Giang. Còn chú? Chú lớn Quỳnh Văn Y, cũng quê ở An Giang. Hôm nay cô chú về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Nhờ tổ chức ở đây với bên chú Hải rồi đó là tìm đứa con gái mà tôi là mẹ kế. Dạ. Con tôi là nó lên đây nó chung sống với chồng nó ở Long An á, làm công ty. Dạ. Mà chồng đó sau này là vay tiền xã hội đen gì đó. Rồi hả, nó chỉ biết làm là 10 năm nay là chỉ biết làm là lo bên chồng không. Cha nó bệnh chứ nó cũng không có ấy tới nữa. Yeah. Mà bây giờ lúc này á, thằng chồng nó giờ kêu á là mất tích rồi, về là nói là về nói là bây giờ nó mất tích nó đi theo trai rồi. Mà bây giờ đừng có nói lớn, đừng có báo công an gì hết. Là thằng chồng của nó là nói đừng báo công an để mắc cỡ xấu hổ bên gia đình nó. À, rồi nó kêu đừng báo công an. Rồi bây giờ được nó đi làm 10 tây tháng 10 mà ngay 2022 rồi tới đến nay là cũng không đi kiếm không gì hết. Bây giờ nó rước một con vợ về nhà nó là ở 3-4 tháng nay rồi, nó mới đâm đơn lên tòa ly dị. Nên nó kêu tòa xử là con nhỏ đặng cho nó lấy vợ đó. Thì hôm qua con nhỏ chị con nhỏ này lên là nói là tòa xử rồi, tòa nói là bây giờ không biết tin tức ở đâu thì giờ phải tìm con nhỏ này đi rồi mới tòa mới giải quyết. Dạ. Nó nói rồi nó bây giờ mất tích luôn, bây giờ nó không cho báo với công an, là không cho báo với công an. Rồi bây giờ là nó dắt con nhỏ này về ở mà nó đâm đơn ra nó đi ra tòa đi đi vậy đó, mà tòa xử là nói đi tìm kiếm nhỏ này về rồi mới tòa người ta mới giải quyết. Dạ, cô cho con hỏi này, tức là cô là mẹ kế đúng không ạ? Dạ. Con đây là con gái của cô. Con gái của cô tên là gì? Cái tên là Huỳnh Thị Út. Huỳnh Thị Út. Năm nay con gái của cô bao nhiêu tuổi? Gái sinh 1997. 97, 97. 26 tuổi. Lấy chồng lâu chưa cô? Lấy chồng lúc 16 tuổi. 16 tuổi. Ồ, cái gì mà 16 tuổi lấy chồng rồi? Nó lên đây nó làm với chị nó chú. Rồi hả, cái thằng này là bạn của chồng của ba anh rể nó. Rồi thấy nó dụ dỗ nó dắt nó đi Bình Dương này luôn. Dắt nó đi Bình Dương rồi ở cho có bầu đi năm mấy có bầu. Rồi mới dắt về, mẹ nó bệnh nặng gần là về nuôi được tháng là mẹ nó chết á. Mẹ mất á, lúc đó là cô chưa có lấy chú đúng không? Chưa. Là về là cô nghe chú kể lại thôi đúng không? Đúng. Bây giờ cô cho con hỏi này, con gái nhà mình với lại con rể, mình gọi là con rể đi ha, có đăng ký kết hôn không? Không chú. Không có đăng ký kết hôn. Không có đăng ký. Về cũng như là làm mâm cơm canh rồi ra mắt hai bên vậy thôi. Tại ở có bầu rồi, về dắt rồi. Nhưng mà thiệt thòi ha, thiệt thòi cho con gái ha. Mà nó làm suốt 10 năm nay nó không có tiền thì nó cũng chạy về bên đây, rồi bên đây nó mượn tiền mượn bạc đồ tùm lum hết đó chú. Con gái nhà mình lấy chồng quê ở đâu? Cũng cùng quê ở An Giang. An Giang. Chồng con rể nhà mình tên gì? Dễ ra là tên Nguyễn Văn Tới. Dạ. Là ở An Giang luôn. Dạ. À, mình có cháu ngoại chưa chú ha? Mình có cháu ngoại chưa? Mấy đứa cháu ngoại rồi? Có một thằng cháu ngoại. Nhiều tuổi chưa? Nó 9 tuổi. 9 tuổi ha. Dạ. Và lấy chồng là ở bên nhà chồng luôn đúng không? Dạ. Nhà ở suốt luôn. Có sát vách nhà mình, có gần nhà mình không?
không cũng như xa, cũng như xã xã đây rồi xã trong vậy đó, ấp trong vậy đó, con ở ngoài vậy đó. Con gái có hay về thăm nhà không? Nó lên nó làm công ty á, công ty đó rồi hai đứa nó dắt nhau lên nhà ở công ty. Tức là ở quê ở An Giang, nhưng mà hiện tại thì hai vợ chồng trước lúc bỏ đi á là lên Long An để lập nghiệp. Đúng rồi chú. Cho con hỏi này, theo như bản thân chú làm cha cũng như là cô đây làm mẹ ha, thì mình cảm nhận được rằng con gái mình lấy chồng có được hạnh phúc không? Có được bên nhà chồng có được hạnh phúc không? Tại vì á cũng thấy thì nó sống thì cũng có hạnh phúc, thành ra nó mới sống tới 10 năm chú. 10 năm thành rồi. Rồi hả chú biết hả, là làm bao nhiêu là một tháng là gửi về hai lần nuôi ba chồng mẹ chồng, là nó một tay nó lo hết, nó tăng ca ngày đêm đều suốt là nó lo hết trong gia đình, đào trong ngoài là nó lắm, nó có hiếu lắm. Cha nó bệnh chứ nó còn không có hiếu bằng bên chồng nó. Yeah. Là suốt là 10 năm nay là nó chỉ lo cho gia đình thôi, rồi tới chồng nó lo cho cha mẹ, rồi xong bắt đầu tới chồng bệnh mổ rồi bác hả nó cũng lo nó nuôi. Mà khoảng thời gian đó về là thằng này về dưới là có cặp bồ cặp tình gì ở dưới rồi, tức là con rể cặp bồ ngoại tình đó, là nó cũng không biết, nó chỉ nghe người ta nói thôi. Dạ. Đó rồi bắt đầu về trên đây là không biết là có cả giả gì không, thì dạ. Là nó mới hai đứa thì ở dưới đó cách xa đâu dạ. Có biết được dạ. Rồi tới giờ nó về nó chi hô lên, bây giờ nó mượn tiền của xã đen nhiều lắm. Ai mà ơn là thằng rể á, rể ha, nó mượn tiền của xã đen nhiều lắm. Rồi nó mới lên đây nó mượn cô chú á là vay tiền cho nó nữa, vay mấy chục triệu trên đây nữa. Cô chú có vay không? Có vay cho nó đó. Vay giùm. Vay để làm gì? Con rể vay mục đích để làm gì? Nó nói trả tiền xã hội đen. Rồi nó vay. Mình có hỏi con gái nhà mình không? Có thì con gái nó cũng nói y gan vậy, mà nó thương mình chồng lắm. Bây giờ cho con hỏi này. Ai là người báo tin cho cô chú là con gái nhà mình bỏ đi mất tích? Thằng rể. Rể nói sao? Rể nó về nó nói là hả bây giờ nó bỏ tôi nó đi rồi, nó đi theo trai rồi. Xưng hô như thế nào với lại cô chú là tôi luôn ạ? Không, nó không có xưng hô vậy, mà nó nói với là con nhỏ nhỏ em á. Rồi nó sau này nó mới lên trên này là nó với thằng anh rể thứ tư nó. Nó nói với con chị vợ đó là nó nói giờ em vợ tôi nó đi rồi, vợ tôi nó bỏ nó đi rồi, nó đi theo trai. Linh là trình bày trước mặt cô chú như vậy. Không, là nó nói với chị vợ á. Con hỏi là có nói với cô chú không? Rồi là có. Sao này nó lên, nó lên với khoảng anh thứ tư. Vợ, tức là con gái nhà mình bỏ đi khoảng bao lâu thì con rể mới lên trình báo với cô chú? Cỡ mười mấy ngày. Mười mấy ngày. Khi mấy lên ngày trình báo lên thì cô chú thấy cái nét thần, cái khuôn mặt của con rể như thế nào? Không, nó cũng tỉnh ngoài. Có hốt hoảng để đi tìm không? Không đâu. Có lo toan không? Nó chỉ nó dơ vững dơ vậy là nó nói bây giờ biết đi tìm ở đâu, bây giờ người đi người ở biết tìm ở đâu. Nói với cô chú những gì? Đó, nó nói vậy đó. Rồi là cái vụ báo công an là sao? Rồi nó nói bây giờ kêu nó nói thôi giờ nó đi thì nó đi theo trai vậy rồi, mà giờ báo công an lên là xấu hổ bên gia đình nó. Rồi cô chú đã báo công an chưa? Không có báo. Ngay lập tức sau ngày hôm nay cô chú về trình báo cơ quan chức năng nơi mình sinh sống, hoặc là nơi mình đang tạm trú nhá, nơi mà con gái mình tạm trú, mình phải trình báo cơ quan chức năng, bởi vì cái này là một cái sự gọi là bí ẩn. Tới giờ phút này mình đâu biết được con gái nhà mình ở đâu, làm gì, như thế nào. Và mình có tin tưởng con rể nhà mình không? Hoàn toàn không, đúng không ạ? Yeah. Tới giờ phút này đâu biết được con rể nhà mình có làm cái gì hoặc là như thế nào với con gái nhà mình đâu biết. Tại sao lại mình phải đặt một câu hỏi ở trong đầu ra là tại sao là con rể lại kêu là đừng báo công an, đúng không ạ? Yeah. Cái điều đó là mình có thấy vô lý không? Mình có thấy một cái sự bí ẩn không? Yeah. Con rể có ý đồ gì, âm mưu gì mà lại kêu là mình đừng báo công an? Mà theo như cô chú rằng là khi mà vợ của tức là vợ của con rể chú bỏ đi á, là con gái nhà mình bỏ đi á, thì con rể là không có một cái động thái gì để đi tìm kiếm ạ. Nó kêu kiếm là nó cũng như là nó cái dạng như gượng gạo thôi, chứ không phải là thương tiếc gì hết trơn á. Nó rồi bắt đầu nó về quê nó trả nhà trọ liền, tại vì về nợ nó dí quá.
nợ nó dí quá nó trả nhà trọ là bắt đầu nó đi về một mạch về quê luôn, tới bây giờ không dám lên lai giảng lên đây nữa. Đó, nó trả nhà trọ rồi xong bắt đầu mười mấy ngày sau bắt đầu nó lên nó nói với cô chú là cái tình trạng vậy đó. À, đừng có nói nữa, giờ không biết nó đi tìm kiếm ở đâu, một người đi một người kiếm không có biết đường đâu mà kiếm. Rồi thôi mà cũng đừng báo công an đi, báo công an bây giờ cũng không biết ở đâu đâu mà tìm đó. Nó bây kia giờ đừng nói với gia đình nó ma xấu hổ mất cỡ. Tới giờ phút này là con gái của cô chú đi được bao nhiêu ngày tháng rồi? Là nó đi ngày 10 tháng 10 2022. Ô, một năm rồi hả? Ừ, năm rồi đó. Trời đất ơi, không thấy like đi giảng đâu. Nó đi được mấy ngày đầu là bắt đầu điện về là nó nói thôi để nó đi làm. Ủa, tại sao một năm rồi mà cô chú không đi báo công an đó? Mà thì... sao một năm rồi mà cô chú hôm nay mới về về đây để nhờ anh em? Mấy anh em cứ mà không có biết cái vụ này đâu. Vậy rồi là một năm trời qua là không biết con mình ở đâu làm gì, dạ, như thế nào, không biết còn sống hay không. Dạ, thì đó, bà, trời bà, ơi bây giờ nó dắt vợ về nhà. Ai? Thằng rể nè, bây giờ nó dắt vợ về, nó dắt ở 4 tháng rồi, rồi. Dạ. 4 tháng rồi nó nói bây giờ nó đâm đơn lên, nó ra tòa. Dạ. Ra nó mời bên đây lên là nói bây giờ nó vợ nó bỏ đi theo trai vậy, bây giờ nó ra tòa đặng ly dị, đặng nó lấy vợ con nhỏ này, mà trước khi đó là nó đã đem con nhỏ này về ở 4 tháng rồi. Trời mới đó. Tòa mới mời hôm qua lên là anh chị đi lên tòa đó. Bây giờ ngay lập tức sau buổi ngày hôm nay cô chú về trình báo cơ quan chức năng công an ngay lập tức nha. Cô chú sao cô chú nghe lời con rể không trình báo công an? Sao thế? Đó, bởi vì vậy mà hồi hôm qua ra lên tòa thì tòa nó cũng nói cũng chắc là vậy đó. Nó kêu đừng nói lên là xấu hổ, mà kết cuộc bây giờ nó là đem con xấu hổ cái gì nè. Về. Xấu hổ cái gì? Bây giờ con nhà mình là quan trọng nhất, không biết con gái nhà mình như thế nào, mà trong khi đó con gái đang ở với chồng tự dưng bỏ đi mất tích bí ẩn, mà trong khi đấy con rể lại là người trực tiếp nói chuyện với cô chú là đừng báo công an, là mình phải đặt câu hỏi và mình thấy sự nghi vấn rồi. Cái này là có một cái gì đó dấu điều gì đó bí ẩn nhá. Mình phải báo công an, nhờ công an giúp đỡ hỗ trợ nhá. Và công an sẽ điều tra xem cái tình hình sự việc như thế nào. Bây giờ con rể như vậy rồi mình biết đâu biết được con rể tốt hay xấu hay có ý đồ như thế nào. Ví dụ như chẳng hạn như là trong một năm qua con rể như thế nào. Nó làm á, rồi nó có về quê luôn, nó lên một lần đó rồi nó về luôn, nó không lai. Vậy bây giờ là cháu nữa. Bây giờ là cháu ngoại ai giữ? Cháu ngoại nó bắt luôn, nó bắt về bển luôn. Rồi hôm qua nó ra tòa là nó kêu bắt buộc á là làm là cấp dưỡng cho nuôi nuôi con nó, rồi làm vậy, xé giấy ly dị đặng cho nó lấy vợ. Mà trước khi đó là bây giờ nó đem con bao nhiêu tuổi? Nhỏ nó 9 tuổi rồi, thằng nó 9 tuổi rồi. Bây giờ trước mắt là cứ tìm được con gái về cái đã, rồi mình mới tính cái phương án tiếp theo. Bây giờ con gái còn chưa biết ở đâu, còn sống hay là mất, chưa biết như thế nào. Năm nay giờ không có liên lạc, không có cái gì với nó chứ. Một năm trời qua là mình có đi tìm được ở đâu không? Cũng kiếm mà. Đi kiếm mà biết cái nó đâu, đi kiếm mấy cái chỗ mà quen mà rồi, nó thường lại thôi. Trong một năm qua con rể có ngoài cái lần lên báo đó còn lần nào đến nhà mình không? Không. Nó trời về quê ơi, luôn á chú, rồi không lai giảng nữa, mà thậm chí ở nhà ở trong này cách ngó mấy cây số đó mà thét rồi nó không ra luôn đó chú. Có mà cho nuôi cho thăm cháu mà nó cũng không ra, không cho thăm luôn. Sao nó kỳ vậy? Đem giấu luôn đó chú. Rồi bây giờ nó đưa rước nhỏ nó về ở là 4 tháng rồi. Bây giờ nó đâm tòa ra, nó đâm đơn lên tòa, nó kêu ra ly dị mà phải cấp dưỡng cho con đó. Cái chuyện cấp dưỡng thì mình tính sao, bởi vì cháu của mình cấp dưỡng được, không sao hết. Cái đó thì không, cái đó là bình thường đề, chú. Đúng rồi, mà cái đó không thành vấn đề. Cái điều mà mình đang lo lắng nhất là không biết con gái nhà mình trong một năm trời qua ở đâu, làm gì và như thế nào. Và trong một cái câu chuyện của gia đình nhà mình có rất nhiều điều bí ẩn, và cái điều mà bí ẩn nhất là con rể. Con rể này, cái sự mất tích của con gái nhà mình có liên quan gì đến con rể mà con rể lại kêu gia đình nhà mình mù mô gì nó. Đúng. Giết con mình. Trường hợp đó có thể xảy ra. Đúng không? Bây giờ đâu có biết được. Đúng. Nếu mà một người bình thường thì ví dụ chẳng hạn như vợ bỏ đi hay như thế nào đó thì mình cứ kêu ba mẹ đi tìm. Nếu mà trường hợp mà thật sự như vợ theo trai thì mình cứ kêu ba mẹ đi tìm thì cũng cứ kêu ba mẹ trình báo cơ quan chức năng công đó, an bình thường. Thôi, cũng bình thường. Có gì đâu. Mà nãy nó nói vợ nó điện về
được 2 lần là đi 2 ngày rồi đó, điện về nó nói nó điện về cho tôi, nó nói tôi giờ nó khổ quá, thiếu nợ, nó đi làm ăn nó kiếm tiền về nó trả nợ thôi. Rồi từ đó về sau là ở trong nhà này là không có nghe một cái tiếng nào hết trơn, nó chỉ là cái lời của nó nói lại vậy thôi, chứ cũng không hoàn toàn là ở gia đình bên đây không biết một cái gì hết. Thật sự rất buồn ha, rất lấy một tiếc, bây giờ là không biết con gái như thế nào luôn. Con gái nhà mình ngoan hiền đúng không? Dạ. Nó ngoan lắm mà nó khờ lắm, thì chú nghĩ đi, lên đây á, lên đây mà lo đi làm 10 mấy tuổi vô làm công ty, rồi cái thằng này bạn của anh rể nó qua thấy này 30 mấy tuổi rồi. 30 mấy tuổi? 30 mấy tuổi. Vậy là chú, lúc là con gái nhà mình mới 16 tuổi là thanh niên kia. 16 tuổi à, nó lên đây lên thành phố này nó mới 15, rồi bắt đầu nó có bầu năm bao nhiêu tuổi? Được 16 tuổi chưa? Được 16 chưa? 16 tuổi luôn á. Là nó dắt nhỏ đi qua Bình Dương này luôn nè. Một năm mấy luôn. Dắt bỏ trốn. Trời đất ơi, sao cái lúc đó mình không trình báo cơ quan chức năng công an? Rồi rồi thấy nói đi làm không à. Rồi tới mẹ nó gần chết là ủa sao bây giờ con hỏi chú này, sao cái lúc ban đầu mà lúc bé nhà mình mới 16 tuổi mà thanh niên này dẫn gọi là bỏ trốn đi, sao mình không trình báo cơ quan chức năng công an? À lúc đó là nó đi lên Bình Dương ở, nghe người ta nói ở chỗ hãng chống càn đó, làm chống càn á, công ty á, là làm ở đó. Rồi bà xã của tôi mới, bà xã tôi nó mới nói, bà mới nói là thôi đi giờ lỡ rồi thì cho nó ở đi chứ rồi làm sao đó. Thấy không, bây giờ là sai một ly đi một dặm. Dạ. Ngay đó. Từ sai ngay từ đầu thì bởi vì cũng nghe lời bà, cuộc đời con gái mình khổ ngay từ lúc đầu đấy. Dạ. Thấy gần không? Chết á, chị đem chị về gần chết thì chị cũng nói thôi đi về, rồi điện nó về, nó về nó hay chị gần chết rồi về nuôi chị không đâu mấy tuần gì đó là chị chết á, chị cũng trước khi chết chị cũng nói là giờ thôi kệ lỡ rồi cho nó đi, cho nó ở với nhau luôn đi, rồi làm mâm cơm canh cho hai bên biết đúng không thôi. Bây giờ con sẽ nói cho chú hiểu này, đời người con gái đúng không ạ? Yeah. Thật sự là ngày cưới rất là quan trọng. Chỉ lên xe hoa một lần thôi, còn trường hợp như ai cái lỡ tình duyên thì với lại 1-2 lần, 2-3 lần thì cái không nói tới. Nhưng mà cái đời người con gái người ta rất gọi là trân trọng cái ngày lên xe bông. Con gái nhà mình rất lấy làm tiếc. Số phận của con gái nhà mình tới giờ phút này là gọi là 12 bến nước, nhưng mà con gái nhà mình đang đi cái bến rất là đục. Nó khổ lắm chú, đục nó sống ngầu luôn. 10 năm nay mà chú biết nó làm là lo cho bên gia đình chồng không. Tôi nói hả, tăng mới ca ngày đêm luôn đó. Mà giờ phút này chồng nó đối xử như vậy đó chú. Và trong quá trình 10 năm trời qua sống cùng với con rể, mình chưa biết được rằng con gái nhà mình chịu bao nhiêu trận đòn và bao nhiêu tủi hờn như thế nào, mình chưa biết. Chưa đúng biết không ạ? Mình sao mình biết được. Đôi khi con gái nhà mình cam chịu, chấp nhận số phận. Nó có than với chị nó thôi. Nó than với chị nó, giờ nó sống gì nó, nó muốn hết chịu nổi rồi. Buồn à, trên cái video này này. Bản thân cô là một người mẹ kế, nhưng con thấy cô rất là tuyệt vời. Không như những người mẹ kế khác. Không, cô theo con cảm nhận nhé. Cô quá là hoàn toàn. Bên chồng cô cũng vậy, ai cũng cảm mến cô là vì cô có tấm lòng nhân hậu thấy, tốt. Thấy cô đối xử tốt lắm. Cô nói thiệt, cả nó hả, lên đây thất nghiệp, nguyên gia đình lên con cháu rể dứt đầu, cô ra giang tay ra cô nuôi hết, gom nước đồ. Cha nó đi làm hồ chỉ là về đóng tiền nhà có mấy trăm ngàn, 700-800 ngàn thôi. Còn cô là lo ăn từ A đến Z hết. Quần áo Tết là con cháu, con cũng có, dâu cũng có, rể cũng có, đứa nào cũng có, cháu là đầy đủ hết, không có thiếu đứa nào. Cô còn lo cho hơn gia đình con cô nữa. Dạ. Đó. Như tuy rằng mà chồng cô chết còn có 2 thằng con trai thiệt, mà chưa có lo mà gia đình, tại vì gia đình cô thì nó cũng đỡ đi. Dạ. Thành ra con cô thì cái chuyện đó cô cũng phải lo. Còn bên đây vợ anh chết mà con gia đình bên chồng thì nó cũng khổ, thì cái đó cô có thì cô gian ra rồi cô lo cho con cháu thì không tuyệt thành vời, rất tuyệt vời. Tới giờ phút này mà ngồi đây một người mẹ kế gọi là đầu, bây giờ cũng tóc cũng bạc màu, 2 thứ tóc rồi bạc màu rồi, mà đang khóc rất nhiều về lo cho tình trạng của con, thì thật sự đây cũng là một cái hình ảnh rất là cảm động. Thấy là thương lắm cô chú, tại vì á hả, nhỏ này á nó bạc vàng, nó gặp chúng người chồng gì mà bây giờ phút này thương cái nhất là
lo cho gia đình và bên chồng dữ lắm. Chú biết hả, gia đình bên chồng lo mà không kể cái bản thân đau bệnh cũng ráng đi kịch tăng ca làm đêm để mà kiếm tiền, từ ông nhà chồng tới bà nhà chồng, rồi bắt đầu tới mà cháu đồ rồi cháu chồng được nữa, lên đây nó cũng vẫn lo ở nhà trọ đó vẫn lo hết. Mà bây giờ giờ phút này chồng nó lấy đem vợ về nhà 4 tháng nay rồi, bây giờ ra đâm tờ đơn ra tòa ly dị để mà chung sống với người mới, rồi còn làm tiền là kêu bắt buộc ở đây bên đây đó phải cấp dưỡng nuôi đứa cháu nữa. Theo như bản thân cô là một người mẹ này, cô cảm nhận sao về người con rể này? Người con rể này là như cái kiểu này là không có tốt đó. Thay như ở khoai 1-2 năm thì không nói, cái này đã 10 năm mà con gái bên đây người ta là con vợ đó là nó chung sống, nó lo cho mẹ chồng từ miếng ăn, đau bệnh gì cũng chạy lên chạy xuống, thức cả đêm cả ngày, tăng ca đêm ca ngày để một tháng là gửi tiền về 2 lần, không có tiền nó cũng phải mượn vay cho người ta đặng mà nó đem nó gửi về cho mẹ chồng với ba chồng đó nữa. Rất thương, nó là rất nuôi dữ lắm. Mà bây giờ giờ phút này nó thằng con rể này là không có xài được, người này quá xấu. Nó hỏi chú bây giờ như vậy đó, mà giờ phút này giờ đem người khác về rồi còn bắt buộc đó con tôi đó là phải đem mà cấp dưỡng cho đứa cháu ngoại, không nuôi thì bên đây vẫn nuôi cháu như thường. Đúng rồi, đừng có bao giờ mà đòi hỏi cái sự đó. Mình làm sai mà mình không biết mình sai, mình còn đòi hỏi gì là sao? Không nuôi giao lại đây, ông bà nó cũng đâu có cô mà cô gì nó cũng đâu con có gái nhà mình đâu. Ở ngoài có đẹp như trong hình không? Dạ yeah, nó cũng nó đẹp, nó vậy đó, đẹp ha, trắng đẹp, trẻo rất xinh ha, nó đẹp yeah lắm. Bao nhưng nhiêu mà rất đẹp, lấy làm tiếc là hồng nhan thì lại bạc phận. Nó đẹp gái lắm nhờ hồng chú nhan bạc phận. Lên nó có chồng, nó đi với chồng nó đó, mà lên ai cũng nói nó nói bông qua lại cắm bãi cái châu, một chục người là nói một chục người nói sao cô, bông qua lại cắm bãi cái châu là nói anh chồng nó quá tệ, nói yeah là quá đẹp quá yeah xinh mà lấy anh chồng vậy đó, ai cũng nói hết trơn ở xóm nhà trọ. Nó đó là mới sanh có một tháng rồi còn phải đem con lên là đưa giỏng, vừa đưa vừa làm yeah, mới có một tháng đó chú, là vừa đưa vừa làm làm đặng kiếm tiền đó cho chú biết. Trời đất ơi, thương khổ lắm chú, mà tiếc quá lấy nhầm người đâu đó, hỏi chú người mà không có đạo đức, sống không có đạo đức luôn, rồi bây giờ thêm bà và chồng nữa, con dâu mình hồi đó sống giờ đối xử với mình sao, mà giờ phút này á bên kia xuất tiền ra lo chữa bệnh mắt cho bả, rồi bây giờ bả quay qua bả nói xấu xa nhỏ này, bả kêu này phải làm đơn ra tòa đặng mà thôi đặng lấy nhỏ kia, bên kia có tiền. Một cái người mà con rể như vậy thì mình cũng không cần nói tới làm gì nữa, mình không trông mong điều gì nữa. Không đâu, bây giờ cái điều mà mình quan trọng nhất là tìm được con gái nhà mình về. Và khi mà con gái nhà mình về thì hãy nói với con gái ngay lập tức bỏ cái người con rể này đi. Phải, cái này con khuyên chân tình nhá. Dạ. Bởi vì không thể lãng phí được thêm thời gian thêm ngày nào sống với một cái người đàn ông vô trách nhiệm như vậy được. Dạ. Đúng không ạ? Cả một tuổi thanh xuân, mười mấy năm trời gắn bó, cuối cùng được gì? Dạ. Rất là, đây là điều rất là buồn. Trên cái video này chú là một người cha, chú có điều gì muốn nhắn gửi tới con gái của chú để con gái của chú hy vọng sẽ quay trở về. Chú nói đi. Chú là chú gọi tên con chú ra, chú đang tâm sự một người cha với một người con. Chú là nói cọ cha. Con đi, gọi tên con đi, từ con đi tới giờ trai đầu lo. Con Út là con phải về đặng gia đình với cha đặng xử vụ việc là chồng con nó kêu ra tòa ly dị này kia nọ, bây giờ cha đang mong con về với cha đặng giải quyết. Cha rất nhớ con. Dạ. Hơn một năm trời không biết con ở đâu, làm gì, như thế nào. Cha đã nhớ con mà cha không biết con ở đâu, cha tìm. Cha rất tiếc. Bây giờ cha đau bệnh đó, con cha, mà con bây cha giờ, sốt luôn, cha bị xuống luôn đó chú. Bệnh hoạn cha cũng yếu. Đâu, chú. Đó. Con gấp về. Đang gặp cha. Rồi bây giờ nè, bây giờ là mẹ nè, mẹ tâm sự với con nè, để con nghe được, con cảm nhận được, con về nào. Út, con về đi con. Ở nhà ai cũng trông đợi con hết.
đó. Bây giờ con về đây, cha con từ con đi tới giờ cha con bệnh, cha con xuống luôn vậy đó. Con thấy không con? Con thấy nếu mà con thấy thì con quay về đi con. Quay về, công việc ở đây tùm lum hết. Còn chồng con bây giờ nó dắt con nhỏ kia nó về nó ở rồi, mà bây giờ nó kêu ra tò tùm lum hết á. Bây giờ không có con là không biết làm sao hết. Bây giờ con quay về đi cho cha con đầu vô với gia đình rồi sớm họp đi con. Chứ bây giờ con mà đi vậy là không có giải quyết gì được hết. Mà gia đình cũng ai cũng trông con cả năm nay không biết con sao hết. Cha con nát rồi, nhớ con mà lo cho con. Bây giờ cha con bệnh hoạn rồi, nói đi con quanh về đi, đằng trong gặp cha con đi. Thật sự đây là một câu chuyện nghẹn lòng. Ở cái thông tin của cô và chú thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức nha. Hy vọng rằng em gái xem được cái video này, thấy ba của em cũng như là mẹ của em, đặc biệt câu chuyện là mẹ của em là mẹ kế, nhưng mẹ thương em hơn là con ruột, để về đây nhờ các chú các anh đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì hy vọng rằng em đang ở đâu đó hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình để ba và mẹ yên tâm hơn. Còn nếu như trường hợp mà tới giờ phút này mà em đang ở đâu đó không thể về được thì em hãy lập tức em gọi điện báo tin để gia đình yên tâm. Còn trường hợp mà em đang bị khống chế hoặc ai đó gọi là không cho em về thì em hãy tìm đủ mọi cách để liên lạc về với gia đình cũng như liên lạc về với các anh các chú của đội hiệp sĩ người Thanh Hải qua số điện thoại 0913785858 để các chú các anh có cách có hướng để đưa em về đoàn tụ cùng với gia đình. Anh biết rằng thì cuộc đời của mỗi người con gái, nhưng nói chung thì ai cũng mơ ước là có được một gia đình hạnh phúc để mà sống vui, sống khỏe, sống tốt, sống đẹp. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng thì em thì 12 bánh nước, nhưng mà em không được đi bánh trong mà em phải đi trong bánh đục. Thì đó là cũng là một cái điều rất là bất hạnh với em. Thì hy vọng rằng em gái hãy nhanh chóng quay trở về. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây lại tiếp tục là một câu chuyện về trường hợp vợ chồng hôn nhân gia đình. Và thật sự câu chuyện này thì rất buồn. Rất hy vọng rằng cái video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Hy vọng một ngày gần nhất thì gia đình được đoàn tụ bên nhau. Thì nếu cô chú anh chị có thấy hình em gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như là đưa em gái sớm quay trở về với gia đình. Thì một lần nữa thì con không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe nhá. Yeah. Và cái điều đặc biệt, điều mà phi diệu, điều phép màu sẽ xảy ra là con gái sẽ quay trở về nha, để đoàn tụ với gia đình nha. Yeah. Thì hôm nay cô chú về đây chia sẻ câu chuyện đi tìm con, toàn bộ sự việc cô chú về chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ. Là đúng như vậy đó chú. Nếu có gì sai, cô chú là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đúng chú. Cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ, dạ. Đó, đồng ý chú. Đồng ý ha. À, dạ. Cảm ơn mà đội của chú Hải giúp đỡ với cộng đồng giúp đỡ tìm con gái thì vậy giùm. Tôi thành là cảm ơn. Dạ. Mà cảm ơn đội của chú Hải. Cô chú còn điều gì chia sẻ được không? Dạ, ông cảm ơn chú. Chú cảm còn ơn. Điều gì nữa không ha? Dạ bây giờ chú cũng là với cô cũng là nói vậy thôi, là cũng không có cái biết cái gì để nói dạ. Thêm nữa. Dạ cũng cảm ơn mấy chú. Dạ. Với chú Hải rồi. Dạ. Dạ. Thì thôi thì cô chú cứ cố gắng yên tâm ha, mình giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Dạ rồi, cuối video này thì em cũng thay mặt đội hiệp sĩ người Thanh Hải, thay mặt cô chú xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước đã quan tâm theo dõi giúp đỡ cùng với anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải để giúp nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa. Em xin phép chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ.